Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái kèo Europe mới đến từ Honest Chain. Và sau cái kèo Retroactive đi vào lòng đất đến từ Honest thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đón thêm một cái kèo thứ hai đến từ Honest Chain. Và kèo này thì mình đánh giá nó khá là ngon khi mà chúng ta có cái pool giải thưởng rất là khủng lên tới là 1 triệu đô cái đồng BNB. Đấy thì trước tiên hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái sự kiện này thì mình sẽ nói qua một chút về cái sự kiện cũ, cái sự kiện mà mình đã hướng dẫn cho các bạn tham gia làm retroactive đến từ Honest Chain. Đấy thì có thể nói đây là một cái chiến lược rất sai lầm đến từ Honest Chain khi mà cái pool thưởng dành cho retroactive quá ít và không thông báo cụ thể cho người dùng khi mà họ đã trúng nhưng mà có nhiều người họ không thể claim được. Các bạn biết lý do vì sao không ạ? Bởi vì là nó hết pool thưởng và cái pool retroactive này hình như là chỉ có khoảng hơn 100 người claim đầu tiên thì claim được thôi. Còn những em mà claim sau á thì anh em sẽ không claim được. Đấy thì những bạn mà làm mà chúng ta không trúng thì không nói làm gì nữa. Nhưng mà có nhiều ông trúng nhưng vẫn không claim được. Cụ thể là như mình đây, mình làm khoảng 10 ví và mình ăn được 5 ví. Đấy thì mình mới claim được 2 ví thôi. Còn 3 ví thì mình định là để lại để làm video hướng dẫn cho anh em nạp vào rồi là claim các kiểu. Đấy nhưng mà đến tối khi mà mình vào thì mình lại thấy là nó báo như thế này, báo lỗi. Đấy thì mình hỏi ra thì mới biết là nó đã hết cái pool thưởng. Và cái pool thưởng nó chỉ dành cho khoảng 100 người đầu tiên trúng và vào claim nhanh thì đó người đó được. Đấy và đây là một cái kèo retroactive, mình nói là nó một cái chiến lược rất lỗi đến từ Honest. Đấy và sau cái kèo này thì bị ăn chửi rất là nhiều. Đấy, người ta chửi rất là nhiều ở trong cái kèo retroactive này khi mà nhiều người họ bỏ công sức ra họ làm. Mình thấy ở trên YouTube và các cái cộng đồng họ cũng khá là FOMO cái kèo này. Đấy và thường thường thì các bạn thấy là những cái kèo retroactive, những kèo testnet thì họ cho cái phần thưởng rất là lớn. Đấy thì hôm trước cũng là khoảng 50 đô một ví đấy. Đấy nhưng mà cái pool thưởng lại quá ít, chỉ có một vài người họ claim được thôi. Đấy chỉ có khoảng vài trăm người đầu là họ claim được thôi. Đấy mà những cái chiến lược khi mà một cái chương trình retroactive ấy, thì một là không trúng. Đấy còn đây lại là trúng nhưng mà hết pool thưởng. Đấy rất là sai lầm đến từ Honest. Đấy và từ cái hệ lụy đó thì bây giờ mình khi mà mình post cái kèo này lên thì mình thấy có rất nhiều bạn chửi là Honest scam các kiểu. Đấy thì cũng đồng cảm với các bạn, đó là chúng ta làm nhưng mà các bạn trúng nhưng mà chúng ta lại không claim được. Và Honest họ cũng không thông báo cụ thể là sẽ dành cho bao nhiêu người. Đấy nên là có nhiều người chúng họ lại chừa cái ví đấy để họ đợi tối hoặc là họ đợi lúc nào rảnh họ claim thì đến cái lúc mà họ vào ấy thì nó lại báo hết pool thưởng. Đấy và sau cái đợt này thì bên Honest bị chửi rất là nhiều. Và hôm nay thì họ tiếp tục tung ra một cái kèo Europe nữa thì hy vọng là kèo này sẽ tín và sẽ trả về đầy đủ cho anh em. Thì cái kèo này thì chúng ta sẽ có cái pool thưởng là 1 triệu đô BNB. Đấy, một cái pool thưởng rất là khủng. Và điều kiện thì nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Hy vọng là kèo này thì Honest sẽ chuộc lỗi và thu lại được cái lòng tin từ cộng đồng. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ nhấp vào cho các bạn chúng ta xem chi tiết cái thông tin, cái sự kiện này. Đây thì mình share cho anh em như thế này thôi, còn mình thấy là có rất là nhiều anh em vào chửi bới tiêu cực ấy. Đấy thì anh em có thể tham gia hoặc là không nhé, kèo này thì mình share, mình thấy ok thì mình share cho anh em. Rồi thì các bạn thấy là hiện tại là cái kèo này thì chỉ mới có là khoảng 1.367 người tham gia thôi. Và sự kiện thì sẽ diễn ra từ 15 tháng 1 và kết thúc vào 12 giờ ngày 20 tháng 11, tức là còn khoảng hơn 4 ngày nữa thì nó sẽ kết thúc. Đấy nhưng mà chúng ta thấy là qua cái đợt retroactive vừa rồi, qua cái đợt vừa rồi á, thì cái lượng người họ tham gia bây giờ mình thấy là nó giảm sụt giảm rất là nhiều. Đấy không còn nhiều người còn tin tưởng nữa. Đấy nên là đôi khi chúng ta tham gia ở trong những cái sự kiện như thế này thì cái tỷ lệ win của các bạn khi mà càng ít người tham gia thì cái tỷ lệ win của chúng ta nó lại càng cao hơn. Đấy thì cụ thể ở đây á, cái phần thưởng là 1 triệu đô BNB thì sẽ được tặng ngẫu nhiên cho top 100.000 người sở hữu BNB ở trên mạng Binance Smart Chain với tối thiểu là 0,1 BNB. Các bạn lưu ý nhé, 1 triệu đô BNB này thì nó sẽ dành ngẫu nhiên cho top 100.000 người sở hữu BNB ở trên mạng Binance Smart Chain. 100.000 người này á thì nó cũng mình cũng
Theo như mình hiểu đây thì nó cũng chưa cụ thể là sẽ dành cho bao nhiêu người. Đấy, ngẫu nhiên 100 BNB ngẫu nhiên cho top 100.000 người. Đấy, các bạn đọc lại cái cụm từ này thì mình có thể hiểu theo hai hướng ở đây, là có thể là sẽ dành cho top 100.000 người, hoặc là trong top 100.000 người này sẽ chọn ra những cái người may mắn ngẫu nhiên. Đấy. Và những cái người đủ để đủ điều kiện thì các bạn sẽ cần phải hold tối thiểu ở trên cái ví MetaMask của các bạn là 0,1 BNB ở cái mạng là Binance Smart Chain, cái mạng mà chúng ta hay sử dụng để làm airdrop ấy. Đấy, thì các bạn sẽ cần phải hold ít nhất tối thiểu là 0,1 BNB ở trên cái ví của các bạn. Đó. Và tiếp theo đó là sẽ tặng 50.000 đô, cái đồng BNB dành cho 5.000 người may mắn giới thiệu ít nhất là 5 người bạn. Đấy, thì mỗi người sẽ nhận được là khoảng 10 đô. Ok, các bạn giới thiệu ít nhất 5 người bạn, hoặc là với cái kèo này thì mình nghĩ là anh em cheat cũng được nhé. Cheat được, kèo này thì cheat được. Rồi, và tiếp theo là dành cho top 1.000 người giới thiệu có tối thiểu là 100 rep thì mỗi người sẽ nhận được là khoảng 50 đô BNB. Đó, thì đây là ba cái phần full pool thưởng cho chúng ta có thể tham gia. Đấy, thì pool thưởng khủng nhưng mà mình cũng chưa chắc chắn là đây là top 100 người là có 100 người, 100.000 người chiến thắng, hay là trong top 100.000 người này sẽ chọn ra một số người ngẫu nhiên. Đấy, nhưng mà cái pool thưởng này rất là to nên là chúng ta cứ join thử xem. Ok. Và phần thưởng thì sẽ được gửi chuyển về tự động trong cái địa chỉ ví hợp lệ trong vòng 7 ngày làm việc. Đó. Và snapshot, tức là cái thời gian họ chụp nhanh ấy, sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc chương trình. Thì kể từ cái thời điểm kết thúc chương trình, tức là trước, anh em cần phải hold 0,1 BNB trước 12 giờ ngày 20 tháng 11. Đấy, và cho đến hết ngày 22 tháng 11. Đấy, thì anh em có thể sử dụng rút cái số BNB đó về sàn, hoặc là về đâu mà anh em hold thì tùy anh em. Đấy, nhưng mà chúng ta cần phải nạp vào trước 12 giờ ngày 20 tháng 11 để nó snapshot, nó chụp nhanh để chúng ta có thể đủ điều kiện. Rồi, và bây giờ thì để tham gia thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Chúng ta nhấp vào phần tham gia Aerobe ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập bằng Google hoặc là Facebook, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tài khoản Honor của các bạn. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ như là like và tag thẻ ba bạn bè vào trong cái bài viết của nó. Rồi, join kênh Honor Chain này, tham gia cộng đồng Honor Chain này. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví. Cuối cùng là chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ ví BEP20. Đây, chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BEP20 ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái ví MetaMask của mình nhé. Đây, chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví các bạn dán vào và nhấp vào phần tham gia Aerobe. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Và cuối cùng thì các bạn có thể copy cái đường link này. Nếu mà các bạn có khả năng giới thiệu thì chúng ta có thể sao chép cái đường link các bạn gửi cho bạn bè của chúng ta tham gia. Đấy, và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn các cái thông tin khi mà nó trả về. Đấy, thì thử làm thêm một cái kèo này nữa. Mình thì mình cũng rất là ủng hộ những cái dự án Việt Nam, nhưng mà mình thấy là các cái chiến lược của marketing của Honor gần đây ấy, thì nó rất là gây cái sự khó chịu cho người dùng. Đấy, nên là sau cái sự kiện này, nếu mà sự kiện này không trả về đầy đủ cho anh em nữa thì mình cũng sẽ dừng làm video về Honor. Đó, và các bạn có thể là vào chúng ta test thêm cái kèo này xem thử là nó có trả về đầy đủ cho chúng ta hay không nhé. Ok. Và ngoài ra thì hiện tại ở trên CCA channel của mình thì cũng đang có rất là nhiều kèo Aerobe này, Retroactive cũng như là Aerobe Testnet cho anh em chúng ta có thể tham gia. Thì các bạn có thể join vào đây để chúng ta có thể cập nhật thêm các cái thông tin mới, để các bạn có thể cập nhật nhanh nhất các cái thông tin mà mình thường xuyên chia sẻ. Còn những cái kèo nào mà khó làm hoặc là những kèo nào mà cần giải thích cụ thể ấy, thì mình sẽ làm cái video ở trên YouTube để cho anh em chúng ta có thể dễ tiếp nhận cái thông tin. Ok, và video hướng dẫn của mình thì kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.